chấp số mô hiểm rõ, cảm ơn ngươi nha. Chuyện thuận tay thôi, tớ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một mạo hiểm giả mới nào mà có thừa lực như anh cả, lại có thể dựa vào sức một mình tiêu diệt nhiều cô linh như vậy. Vì tên linh tộc ta báo đường huyết hải thâm thù, mạo hiểm giả ta còn có một yêu cầu khó nói, có thể làm ơn tiêu diệt tàn đáng còn lại không? Được, ngươi lại đây chờ ta một lát đi. Đợi đã, đi nhanh quá, ta còn chưa kịp ban phước cho ngươi mà. Mạo hiểm giả không, đòi ông nhân. Ngươi nhất định phải bình an trở về nhé. Sau khi thăng cấp tất cả thuộc tính của ta, so với lúc trước ước chừng tăng vọt cấp 3 lần. Hiện giờ tố chất thân thể của ta đã vượt xa cực hạn mà nhân loại đã đạt tới. Đừng sợ, tớ giúp các người phát huy giá trị chân chính của mình nha. Để cho các ngươi trở thành điểm thuộc tính của ta đi. Rừng tân thủ quái thú cấp 3, đến cho thiên giáp trưa cấp 3 tân thủ thôn số 0 đạt được 20 điểm tích lũy. Điểm tích lũy tân thủ thôn số 0, 200, 2.468 phút. Lần tân thủ số 9, 2.712 phút. Tạm thời là đến cực hạn rồi. Nhờ có dịp thiên minh công lược làng tân thủ số 9, chúng ta mới không chơi lịch quá lớn của cái đám lính đánh thuê này. Dịp thiên minh, ngươi liều chết giữ lại kinh nghiệm chính, thủ hộ tất cả mọi người nơi đây. Chúng ta sẽ chiến đấu tới thời khắc cuối cùng, tuyệt không phụ tâm ý của ngươi. Mọi người nghỉ ngơi 10 phút, sau đó tiếp tục chiến đấu. Chị Tử Tình, tới đây ngồi đi. Không được, ta lại đi khu tiểu quái cấp 1 kiếm điểm tích lũy đây. Chị Tử Tình làm sao vậy? Trạng thái hình như có chút kỳ quái thì phải. Ngươi ở trong lòng đã chết, tâm tình có thể tốt sao? Người trong lòng chẳng lẽ nói Tử Tình tỷ tỷ đối với Diệp Thiên Minh nữa. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy đỏ mặt vì một người đàn ông. Đáng tiếc cái đoạn tình cảm này chưa nảy mầm đã sớm tàn lụi. Chị Tử Tình cũng chỉ có thể dựa vào không ngừng đánh quái không cho mình thả lỏng, làm tê liệt tình cảm của mình. Nói cái gì ở trong vòng 2 ngày lên tới cấp 5 sẽ tới tìm ta, cái đồ dối trá. Nhưng tại sao mình lại khổ sở như vậy? Rõ ràng chỉ là duyên gặp mặt một lần mà thôi. Chẳng lẽ nói cường giả như ngươi nhất định chỉ có thể một mình đã thăm dò nguy hiểm sao? Nếu có thể để cho tao đỡ bên cạnh ngươi, mặc dù phải trả cái giá sinh mệnh của tao, có thể kết cục khác hay không? Tại sao mình không thể? Hận một Diệp Thiên Minh cấp 8, 1.130 trên 5.000. Hận 2, Dương Hiên cấp 3, 11 trên 100. Hạng 3 Mộc Tử Tình cấp 3 8 trên 100. Hạng 4 Ngô Chí Quân cấp 2 33 trên 50. Hạng 5 Thu Ánh Tuyết cấp 2 11 trên 50. Là Minh Hoa Mắt sao? Hình như mình thấy cái tên anh ta lóe lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Sao trên trời lại nứt ra một khe hở vậy? Đó là khi nước không gian có người từ thế giới chủ tiến vào đây. Là tỷ tỷ, nhất định là tỷ tỷ tới tìm ta đó. À đúng rồi, mạo hiểm giả, tôi chính thức giới thiệu bản thân mình. Ta là tinh linh tộc hồn thất nhị công chúa Florin Emerald. Florin Emerald, đẳng cấp 13, chủng tộc ma pháp tinh linh sơ cấp, trạng thái sức mạnh 21, nhanh nhẹn 208, thể chất 36, tinh thần 187. Mà tỷ tỷ của ta Freya là quang minh tinh linh cao cấp mạnh nhất chỉ sau nữ vương bệ hạ thôi. Bị Golem coi là mối đe dọa lớn nhất cho nên bọn họ mới lợi dụng ta để uy hiếp tỷ tỷ. Nhờ anh, kế hoạch của họ đã thất bại. Gia tộc Emerald sẽ không bạc đãi ân nhân của mình. Muốn ban thưởng gì cứ việc nói ra. Ý rằng không đơn giản như vậy đâu. Nếu tỷ tỷ người mạnh như vậy, Golem sao lại phải những cái tập binh này? Golem xảo quyệt không thể làm chuyện ngu ngốc này đâu. Bố họ nhọc lòng bố trí tất cả những thứ này như thế, chắc hẳn nó còn có cái gì khác. Nói không chừng tỷ tỷ ngươi gặp nguy hiểm đó. Nơi này là hành cung quân lâm nhi. Emerald Ferizza, đẳng cấp 42, chủng tộc quang minh tinh linh cao cấp, trạng thái sức mạnh 838,
nhanh nhẹn 1572, thể chất 169, tinh thần 781. Sao lại biến thành cái dạng này chứ? Cao cao, mau đi tìm Lâm Nhi đi. Không cần phiền tối như vậy, ta có thể tự tay đưa hai tỷ muội các ngươi đoàn tụ. Có chuyện gì vậy? Sức mạnh trên người biến mất. Tộc nhân chúng ta đã tiến hành nghiên cứu thân thượng của các ngươi mấy trăm năm. Rốt cuộc là tìm được thần chú nhằm vào tinh linh. Tuy rằng phát động một lần còn tiêu hao lượng lớn tinh thạch nhưng tất cả đều đáng giá. Chỉ cần giết ngươi, tộc ta sẽ diệt trừ một đối thủ cường đại. Quan trọng hơn là kết giới tinh linh thánh địa trói buộc sinh mệnh của ngươi sẽ biến mất. Đến lúc đó toàn bộ tinh linh tộc sẽ bị chúng ta tận tình sao động. Tên nào? Kết giới tiểu tinh linh. Theresa, còn có tên mạo hiểm giả ở đâu ra? Cái đám thủ hạ phó vật kia làm gì? Thậm chí ngay cả một người cũng không đánh lại nữa. Mạo hiểm giả kết giới này chống đỡ không lâu lắm. Người mau nghĩ biện pháp đi. Công chúa đại nhân, người thật đúng là đã mất đến ta đó. Bởi cấp hắc thiết không chỉ có năng lực cấp 1 hai lần quá bình thường. Cùng đẳng cấp, lượng máu so với cận kinh người đạt tới 20 lần đó. Lần trước trong trò chơi ta chết vô số lần. Nói ở cấp 22 gian nan qua cửa. Thôi tốt rồi liền. Đẳng cấp 18 chủng tộc Golem với cấp hắc thiết. HP 4050 trên 5000 MP 10 trên 10. Trạng thái sức mạnh 270. Thể chất 250. Nhanh nhẹn 200. Tinh thần 1. Hả? Vậy làm sao? Ta đâu có nói ta không đối phó được hắn đâu. Hôm nay ta có đội thiện cảm hỗ trợ thiếu nữ nằm ở trong lòng ta. Chính là chỗ dựa lớn nhất của ta. Tỷ tỷ, người tỉnh rồi ạ? À? Làm gì? Thật tốt quá, ngươi không có cái việc gì. Ít nhiều cũng vì cái vị này mạo hiểm cứu ta ra khỏi tay của Thun Ca 45. Ta đây lại làm sao đây? Vì sao lần đầu tiên nhìn thấy người này mạo hiểm tim lại đập đến lợi hại? Còn có một loại cảm giác đáng tin cậy đến quen thuộc. Người mạo hiểm, cảm ơn người đã cứu mười mười ta. Xin hỏi chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa? Xem ra nàng ta không nhớ rõ ta, cũng đúng. Chuyện của ta và Phù Ly xảy ra số phụ bản này dựa vào dòng thời gian hiện tại. Đây chính là lần đầu tiên gặp nàng nữa. Lúc trước, trong trò chơi Phù Ly không thể tìm được mùi mùi nàng ta trong phó bản đó. Từ đó về sau, nàng ta là bỏ tất cả trong tinh linh tộc. Một mình nó bước vào hành trình tìm kiếm người thân. Trở thành một tinh linh du hiệp nổi tiếng ở trong vô hạn đại lục cũng là NPC có xác suất hiện thấp nhất ở vùng hoang dã đó. Vì thế, ta hao tốn mấy tháng đi tới đi lui toàn bộ bản đồ tạo ra vô số lần tình cờ gặp được mới thông qua tất cả các loại nhiệm vụ biến hóa làm đầy độ hảo cảm của nàng ta. Độ hảo cảm full. Hôm nay vì chút độ hảo cảm cuối cùng mới có thể vì ta có hữu dụng. Phù Lý Á công chúa. Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng những chiến công thi hồn của người ta đã sớm nghe qua rồi. Tình huống khẩn cấp nghe nói ngươi có một bộ cung thần rất có tác dụng đối phó với ca bố lâm nhất tộc. Có thể cho ta mượn dùng một chút có được không? Vốn dĩ là có thể. Nghiệp hô vinh quang vũ khí riêng biệt của Phù Lý Á. Cấp độ yêu cầu 40 hoặc cao hơn. Phù Lý Á và người ký thứ cùng phẩm cấp. Cấp huyền thoại thuộc tính lực tấn công cộng 20. Đã ngấm máu của vô số ca bố lâm. Lột xác thành linh hồn vượt sâu của ca bố lâm. Hiệu ứng đặc thù một. Không tiêu hao mũi tên. Nhưng mỗi lần bắn sẽ tiêu tối là 10% MP tối đa. Hiệu ứng đặc thù 2. Đối với cao bố lâm có đẳng cấp không cao hơn 10 cấp so với bản thể. Sẽ là một phát chết ngay. Nhưng mà với thực lực của ngươi, thật sự có thể dùng nó được sao? Đúng vậy, cái cung này phải cấp 40 mới có thể sử dụng. Trừ khi là ký khứ cùng tiên tỷ. Chẳng lẽ là... Đúng vậy. Ngươi đã bị trúng lời nghiền mất đi khả năng hành động với sức mạnh hiện tại của chúng ta căn bản không thể đánh bại kỹ thuật lúc này á cũng không còn cách nào tốt hơn Phù Lý Á công chúa xin người hãy ký khế ước với linh tinh linh với ta à, không được không được tinh linh khế ước cần tinh linh phải có đủ lòng tin và độ hảo cảm đối với người ký khế ước các ngươi vừa mới gặp nhau thì lấy đâu ra mà tán tình cảm chứ hơn nữa khế ước thất bại sẽ mất đi dấu vết thuần khiết thì tỷ ngươi ngàn vạn lần đừng có đồng ý với hắn. Được, ta nghĩ thử một lần.
Đợi một chút, sao ngươi có thể như thế chứ? Chờ một chút, ánh sáng gì vậy? Làm sao có thể tỷ tỷ và bảo hiểm giả lại có thể ký khứ thành công chứ? Vì sao? Vì sao? Không lẽ lần đầu tiên gặp mặt tỷ tỷ đã nhất kiến chung tình với hắn sao? Ồ, tỷ tỷ thật là gian xảo quá đi. Rõ ràng ta mới là trước. Đừng có cố gắng mà vùng vẫy vô ích nữa. Kết cục ngày hôm nay của các ngươi chỉ có chết mà thôi. Vậy sao? Ngươi đã ký kết thành công với Emelut Esfulia, nhận được kỹ năng bị động vĩnh viễn, chúc phúc tinh linh ánh sáng. Ngươi và Emelut Esfulia đã trao đổi thông tin nhân vật. Chúc phúc của tinh linh ánh sáng cấp độ cấp hiện thoại hiệu quả. Nhận được năng lực thiên phú của tộc tinh linh ánh sáng khi bị tấn công vật lý có 20% xác suất miễn dịch với sát thương lần tấn công đó. Đây là nghiệp hô vinh quang. Ngươi nghĩ cầm cái món này có thể dọa ta sao? Bộ tộc ta hiểu rõ cái cú này như lòng bàn tay. Ngươi chỉ là một thám hiểm giả mới, căn bản không đủ cấp độ để sử dụng. Đến đây, bắn thẳng vào đây đi. Tao muốn xem ngươi có bắn được không nào. Vì ngươi sốt ruột muốn chết như vậy, tao sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Chờ đã, sao trên người của cái tên này là có khí tức của tinh linh vậy? Tại sao cơ thể ta lại run rẩy như vậy? Như thở dây tiếp theo điều chờ đón ta chính là cái chết vậy đó. Ngươi đã lùi lại sao? Lòng tự tin vừa nãy đâu có đâu. Nghĩ rồi. Không phải là hắn ta phô trương thanh thế chứ. Muốn giữ mạng ta phải chạy thoát khỏi đây. Nhưng mà ta vẫn còn có cơ hội. Sử dụng nghiệp hô vinh quang sẽ tiêu tốn một lượng lớn ma lực. Chỉ cần ta lấy mạng của thuộc hạ để lấp đầy, thì có thể khiến hắn tiêu hao ma lực. Kỳ lạ. Ngươi canh giữ đâu rồi? Không cần phải tìm đâu. Để cho ngươi có một người bạn ở địa ngục. Ta tốt bụng tiễn tất cả bọn họ xuống trước rồi. Bây giờ sẽ tiễn ngươi lên đường. Ngươi là ma quỷ. Hệ thống thông báo, ngươi đã bị tiêu diệt bởi cấp hắc thiết H4K 45 và con K45. Nhận được 27.500 điểm giá trị sinh mệnh. Ngươi đã tăng lên cấp 9 rồi. Ngươi đã tăng lên cấp 10. Trang chủ, kiếm dài của con K45. Kiếm giờ yêu thích của Thác Thác Tư K45 được tướng quân K45 thưởng, không bao giờ nỡ sử dụng nó. Cấp độ cấp bạc, thuộc tính lực tấn công cộng 193, tỷ lệ chiến mạng 20%. Vận khí không tệ, lại rơi ra một vũ khí cấp bạc rồi. Đụng lúc có thể quay thay thế cho vũ khí mới của ta. Xem thuộc tính mới có thể khiến sát thương của ta trực tiếp tăng gấp 2. Diệp Thiên Minh, đây là cái gì vậy? Mảnh nhỏ căn nguyên đen tối, mảnh nhỏ này chứa đựng sức mạnh căn nguyên đen tối có phần ma lực điều khiển thời không. Có vẻ như K45 đã lợi dụng đó để phong ấn không gian này. Theo như ta biết, tộc K45 không có thứ này nhất định có thế lực khác đang đứng sau giúp đỡ chúng. Chuyện này ta còn phải nói với phụ hồn. K45 đã chết kèm theo mảnh nhỏ căn nguyên đen tối, mảnh không gian này đã trở nên về thế giới chính. Và chúng ta cũng sẽ quay trở lại chỗ cũ, cũng đã đến lúc phải chia tay rồi. Tỷ tỷ. Diệp Thiên Minh, cảm ơn người đã cứu chúng ta. Ân lớn như vậy chúng ta chẳng biết báo đáp như thế nào nữa. Nhưng thời gian không còn nhiều, những thứ này là những trạng thái, những cái trang bị tốt nhất trên người ta. Mời tỷ chọn đi. Không còn, cấp độ của những trang bị này đều quá là cao, không thích hợp với ta. Nhân tình này các ngươi vẫn là để sau này trở đi. Ngươi nói vậy là sau này chúng ta vẫn có thể gặp lại sao? Không cần lo lắng, ta sẽ không bỏ đi vô trách nhiệm như vậy đâu. Tình liên tộc của khứ ước là sự gắn kết, gắn bó vĩnh cửu. Nếu như ta đã chủ động đề xuất, đương nhiên sẽ giữ lời hứa tuân thủ đợi đến khi gặp lại đó. Ta sẽ có đủ sức mạnh để bảo vệ ngươi. Thiên Minh ca ca. Bạn đã làm một hợp đồng yêu tinh với Emirat Furilinda và nhận được kỹ năng thụ động vĩnh viễn, lời chúc phúc của ma pháp tinh linh. Bạn và Emirat Furilinda đã trao đổi thông tin nhân vật, lời chúc phúc của ma pháp tinh linh đẳng cấp truyền thiết. Hiệu quả nhận được thiên phú của chủng tộc ma pháp tinh linh. Khi nhận được đòn tấn công ma pháp có 20% khả năng miễn nhiễm sát thương. Thiên Minh ca ca à, tôi không có gì khác để tặng ca ca cả, nên chỉ có cái này là món quà cảm ơn của ta mà thôi. Yên tâm đi nhé, tôi sẽ giấu cảm xúc này trong lòng và sẽ không tranh giành sự âu ái với tỷ tỷ đâu. Thiên Minh ca ca à, chúng ta sẽ đợi anh ở thánh địa tinh linh nhé. Khó chịu thật đấy, nàng tiên bí nhỏ à.
Đây là bạn có 5 tin nhắn chưa đọc. Hệ thống thông báo. Người chơi Vương Bá Thiên của làng Tân Thủ số 9 đã sử dụng đạo cụ lệnh khiêu chiến để ép đấu tay đôi với làng Tân Thủ số 0. Quy tắc đấu tay đôi. Sau khi thành viên của hai bên tiêu diệt được hung thủ, thì mỗi điểm kinh nghiệm thu được tương ứng với một điểm làng đầu tiên nào tích lũy được 5.000 điểm sẽ giành chiến thắng. Tất cả thành viên trong thôn của người chiến thắng sẽ tăng 50% điểm khả năng cơ bản và giá trị sinh kinh nghiệm thu được trong khu vực rừng tự do mới nhất sẽ tăng 100%. Nhân lúc mình đi vắng, thế mà lại có một kẻ liều lĩnh như vậy xuất hiện cơ à? Tất cả thành viên trong thôn của người chiến thắng sẽ tăng 50% điểm khả năng cơ bản và giá trị kinh nghiệm thu được trong khu vực rừng tự do mới nhất sẽ tăng 100%. Hệ thống nhắc nhở điểm của bạn trong bí vật yêu tinh đang được kết tốt. Tân thủ thôn số 0. Số điểm hiện tại là 4.175. Tân thủ thôn số 9. Số điểm hiện tại là 4.835. Thôn Tân thủ khu vực trung tâm. Tôn Phong Quốc Ngốc Thú cấp độ số 513 trên 580. Giá trị ma lực 474 trên 630. Sức mạnh 35, nhanh nhẹn 84, thể chất 58, tinh thần 63, phẩm cấp 0, sức mạnh chiến đấu 6. Đào ca, anh nói dựa vào số ít người chúng ta cưỡng hành đã đánh quái cấp 6 có phải là lựa chọn sáng suốt không? Nhưng khoảng cách giữa chúng ta và thôn số 9 ngày càng rộng hơn. Ngoài trừ việc cách chấp nhận rủi ro thì không có cách nào để thu hẹp khoảng cách được đâu. Cuối cùng, ngoài trừ một tử thanh ra thì tất cả mọi người đều bị thương nặng cả. Đã tới đây rồi mà phải dừng lại sao? Đào ca, dừng lúc vẫn còn sức lực thì anh hãy đi đi. Bằng không, nếu thua, thử thách thì số điểm bị giảm một nửa, anh sẽ hoàn toàn không thể trốn thoát được đâu. Chết tiệt. Diệp Thiên Minh, nếu như có cậu ấy ở đây thì tốt biết mấy. Mộc Tử Thành, tôi giúp cậu một trận, mau chạy khỏi đây đi. -23. Không được đâu, tôi không thể bỏ mặc mọi người được. Hơn nữa, trong thôn của chúng ta có rất nhiều người chơi cấp 1, nếu điểm thuộc tính của bọn họ giảm đi một nửa thì sẽ không có hy vọng sống sót đâu. Hơn nữa trong lòng luôn có một niềm tin ủng hộ mình. Có lẽ cũng không ai tin nhỉ. À đúng rồi, Diệp Thiên Minh còn sống không? Có lẽ mình bị lừa mất. Nhưng không biết tại sao mình lại tin chắc rằng có một người mạnh mẽ như cậu ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chỉ còn có cơ hội trước khi cậu ta xuất hiện, mình sẽ chiến đấu để giành thêm điểm cho mọi người ngay cả khi mình có liều mạng đi chăng nữa. Trốn không được rồi. Cuối cùng thì vẫn là mình không đỡ, không thể đợi cậu ấy nữa sao? Mộc Tử Thanh à. Vất vả cho mọi người rồi, tiếp theo thì cứ giao lại cho tôi đi. Diệp. Diệp Thiên Minh, cậu vẫn còn sống sao? Chi. Đám quái vật cấp thấp này rất nhạy cảm với nguy hiểm. Tuy nhiên chỉ dựa vào một con quái vật cấp 6 như ngươi thì cũng vọng tưởng đòi trốn thoát tay của ta ư? Trừ 1.156 đến trúng điểm yếu ít bạo kích. Tiểu Diệp kền kền lốc xoáy cấp 6 ở thôn Tân Thủ số 0 và nhận được 30 điểm. Thôn Tân Thủ số 0 số điểm hiện tại là 4.175. Cái gì cơ? Hơn 1.000 điểm sát thương á? Đây có phải là thứ mà chúng ta có thể thấy ở thôn Tân Thủ sao? Không đã, cậu ta đã đạt tới cấp 10 rồi à? Chỉ trong một ngày mà cậu ấy đã mở ra khẩu một cách tuyệt vọng giữa tháng giữa chúng ta như vậy ư? Trong tương lai chúng ta thậm chí còn không đủ tư cách để đuổi theo cậu ấy nữa. Diệp Thiên Minh à, tôi xin lỗi. Là do tôi vô dụng. Dù có chiến lực tốt như vậy nhưng tôi vẫn không thể đánh bại được đối thủ. Là tôi đã phụ sự kỳ vọng của cậu rồi. Thực lực của cậu là mạnh nhất. Thế nên việc giảm một nửa thuộc tính chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cậu đó. Từ nay về sau tôi sẽ luôn có bên cạnh cậu, dù có chết thì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu mà. Cô đã nói về điều vô nghĩa gì vậy? Chỉ một số ít các người mà có số điểm hiện tại thì thành tích của các người đã là quá tốt rồi. Hơn nữa chẳng phải kết quả cuối cùng vẫn chưa được quyết định sao? Lão đại à, chúng ta còn kém hơn 700 điểm nữa đó. Cậu có thực sự có cách để lọc vào ngứ? Các cậu không nhận ra việc tôi đạt đến cấp 10 có ý nghĩa gì sao? Hệ thống thông báo số điểm bạn đạt được trong bối cảnh vực tinh linh đã được kết toán. Bạn có muốn tải chúng lên không? Thủng tân thủ số 9. Bắn xương cự hùng cấp độ 5. HP 13, 410. Điểm lực 122 trên 550. Sức mạnh 40, nhanh nhẹn 18, thể chất 41, tinh thần 55, phẩm chất 0, sức mạnh chiến đấu 5. Con cự hùng này chỉ còn có ít máu thôi. Sau một chiêu nữa là đủ 5.000 điểm tích phân rồi. Thắng bại đã định. Thôn tân thủ số 0 sẽ không thể trở mình được nữa. Cũng may là chúng ta ngay từ đầu còn lo lắng về cái tên Diệp Thiên Minh. Kết quả là cái tên quỷ đoán mệnh đó vẫn chưa kịp xác bắt đầu mà đã đi đầu thai rồi. Có vẻ như vị thần vô danh thật sự á.
đang đứng về phía chúng ta. Thì phải, đã đến lúc ít tiễn thôn tân thủ số 0 lên đường rồi. Hãy để nhát đao cuối cùng này mở ra con đường dẫn đến vinh quang cho nhóm lính đánh thuê xối hồ của chúng ta. Số điểm hiện tại của thôn tân thủ số 0 là 35.418 điểm, điều kiện chiến thắng đã được đáp ứng. Chúc mừng, thắng lợi đã được thuộc vào thôn tân thủ số 0. Hình phạt dành cho người thua cuộc đã có hiệu lực. Tất cả thành viên của thôn tân thủ số 9 sẽ bị giảm 50% điểm khả năng cơ bản, điểm kinh nghiệm kiếm được ở trong rừng tân thủ sẽ bị giảm 50%. Chuyện gì thế này? Nó nói là chúng ta đã thua ư? Không thể nào. Vừa rồi điểm của đối phương còn là hơn 4.100 sẽ đột nhiên tăng gấp 10 lần, chắc chắn có sai sót gì ở đây rồi. Trận đấu bắt đầu. Cuộc đã kết thúc và danh sách xếp hạng điểm cá nhân hiện đã được công bố. Bảng xếp hạng đóng gói hạng 1, Diệp Thiên Minh 31.273 điểm. Hạng 2, Vương Bá Thiên 871. Hạng 3, Đái Lợi 665. Hạng 4, Mộc Tử Thanh 662. Hạng 5, Lò Nhuận Phán 655 điểm. Người chơi đóng góp tới 100 điểm cá nhân, chỉ người chiến thắng sẽ nhận thêm phần thưởng đi kèm. Đó không phải là Diệp Thiên Minh đã chết sao? Tại sao lại nằm ở trong danh sách xếp hạng hơn nữa? Chỉ riêng điểm của hắn ta có giá trị bằng 10 thôn cơ à? Tạ Tử Văn nói đúng. Tên này thật đúng là tên lừa gạt mà. Thật là một cái trò đùa hơn 3 vạn điểm. Đây thực sự là điều có người có thể làm được sao? Nghi rồi. Con gấu băng khổng lồ đã khôi phục thể lực kìa. Mau thở kỹ năng ra đi. Toan rồi. Thuộc tính của chúng ta hiện tại đã giảm đi một nửa. Không có khả năng chống đỡ sự tấn công của nó đâu. Đâu quá đi mất. Lão đại à, cỡ tôi với. Tôi không muốn chết đâu. Không, không phải như thế này. Tất cả đều không phải là sự thật. Kỳ lạ, sao lượng máu của tôi lại đang khôi phục lại? Đúng rồi, đây là phần thưởng cho người thắng cuộc. Bởi vì điểm thể chất của chúng ta đã tăng 50% nên giới hạn máu cũng tăng theo. À, không phải tôi rơi vào trạng thái chảy máu sẽ chết ngay lập tức sao? Sao lại... Là Diệp Thiên Minh, là Diệp Thiên Minh đã cứu chúng ta. Diệp Thiên Minh, cảm ơn người là người đã cứu vớt toàn bộ người chơi mới. Diệp lão đại, người vĩnh viễn chính là thần của chúng ta. Sau này chúng ta sẽ luôn luôn theo mệnh lệnh của ngươi, sẵn sàng lao vào nguy hiểm mà không chút do dự nào cả. Không cần phải nói nhiều lời nữa đâu. Mộc Tử Tinh, ta đã từng nói sẽ đến tìm ngươi khi ngươi đạt cấp 5. Không ngờ ngươi và Dương Đào đã đạt yêu cầu sớm hơn. Các ngươi thật sự làm rất tốt. Nếu đã như vậy, hãy cùng ta đi kết thúc phụ bản làng mới nhé. Đây, đều bị nhìn thấy hết rồi. Sao lại khác xa so với bộ trang phục người hầu mà ta tưởng tượng? Thợ gia phụ bán thật tệ hại, vậy mà lại tồn tại cái thứ thối nát như vậy. Thần ái, ngươi đã về rồi. Thiện thần ái, sao ngươi đã nhanh chóng lên đến cấp 10 rồi? Đó là đương nhiên, đừng có mà xem thường người đàn ông của ngươi. Đây là huy hiệu nhà thám hiểm thuộc về ngươi. Chúc mừng ngươi lại trở thành nhà thám hiểm cấp hát tiết. Xịt nữa thì tao quên mất. Hạ to với tư cách là nhân viên của công hội nhà thám hiểm còn phụ trách việc phát huy hiệu quả nhà thám hiểm. Huy hiệu nhà thám hiểm cấp hắc thiết là bằng chứng về cấp bậc danh tính của nhà thám hiểm. Với huy hiệu này, có thể nhận nhiệm vụ cấp hắc thiết tại hội nhà thám hiểm. Nhưng tiểu hạ to ta nhớ là để trở thành nhà thám hiểm cấp hắc thiết còn phải qua kỳ thi đánh giá. Với tư cách là cán bộ của công hội, đối đãi với bạn bè và những người thân cũng phải kiên trì nguyên tắc của mình, không được tư lợi và gián lận đâu nha. Cái này muốn không ngay ở trong này đó. Khảo nghiệm. Cũng tốt. Vậy đã cứ kiểm tra một chút thân là nhà thám hiểm cấp 10 thì thế là cái là mênh mông. Thông, thông quá rồi, thông quá rồi. Thần ấy tha cho Hạ Toa đi. Hạ Toa đều không chịu nổi nữa rồi. Hạ Toa, ngày mai ta sẽ phải rời khỏi làng. Ngươi nghiện ý đi theo ta sao? Thần ấy, đương nhiên ta nghiện ý. Có thể bồi ở bên người yêu là khoảnh khắc ta hạnh phúc nhất. Nhưng như vậy Hạ Toa sẽ không còn việc làm, sẽ không thể kiếm tiền được cho thần ạ. Đừng lo lắng, kiếm tiền với người với ta mà nói đơn giản giống như là hô hấp vậy đó. Mặc dù ngươi mất việc, nhưng ngươi lại có tài sản tự do. Sau đó ta nuôi ngươi cả đời. Thần ơi, từ nay về sau, ta sẽ là người ứng hầu chuyên dụng của ngươi. Nhìn đi, Diệp Thiên Minh đến rồi. Hắn chính là Diệp lão đại. Cuối cùng là hôm nay cũng thấy rồi. Khí thế thật là mạnh mẽ, không hổ là người đứng đầu của thôn tân thủ chúng ta. Thật xối á. Diệp Thiên Minh, theo lời phân phó của ngươi, ta và Dương Đào triệu tập những người chơi cấp 2 trở lên. Sao ngươi còn ở đây? Còn không mau cút đi. Ta sai rồi. Ta không nên xông vào Diệp lão đại. Dương ca, cho ta thêm một cơ hội nữa đi. Đã nói với ngươi là cút. Đợi một chút.
Chết tiệt, Diệp Thiên Minh đều là bởi vì ngươi, Lâm Hợi ta bị đội ngũ trục sức, mất đi sự che chở, không quyền nhận hết dân vật. Lâm Hợi, Giả Lan, Dòng binh đoàn gần như là bị tiêu diệt toàn quân. Phá bản hôm nay chỉ cần ta có thể trà trộn vào chỗ trong bóng tối. Chờ đến lúc ngươi bị thương, thù mới hận cũ của chúng ta cùng tính một lượt. Thì ra là vậy, ngươi chính là người đó, vỡ lòng bấy lượt muốn ám sát ta, là tạ tử vân á, của Giả Lan Dòng binh đoàn à. Không nghĩ tới ngươi thật sự tự đưa đến cửa. Giả Lan Dòng binh đoàn, ngươi, ý ngươi là Tạ Tử Vân chính là người của Giả Lan Dòng binh đoàn sao? Giả Lan cái gì? Tao không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi còn nói ta ám sát ngươi là sao? Sao ta có thể chứ? Đâu là những chuyện không có chứng cứ. Đáng tiếc sao hắn ta làm biết được. Mọi người hãy nghe ta nói. Ta thừa nhận trước đắc tội với Diệp Thiên Minh. Nhưng hắn cũng không thể như vậy mà ỷ thế hiếp người. Chỉ biết nói suông để bôi nhọ danh tiếng của người khác. Dương ca, ngươi nói giúp ta đi. Diệp lão đại nói, ngươi là cái gì? Chính là cái đó. Chỗ này của chúng ta không cần chứng cứ. Tránh không được là Giả Long giống binh đồn lại là đối tượng khiêu chiến của chúng ta. Hóa ra, ngươi là gián điệp bắn đứng của chúng ta. Nói như vậy là được rồi. Thật sự là di ngôn nhàm chán. Không, ngươi không thể giết ta. Đúng, ta chính là người của Giả Lan giống binh đồn. Đồn trưởng chúng ta còn sống. Nếu như người giết ta, thì Giả Lan giống binh đồn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồ Thỏ đang nói chuyện. Thật là ác độc, Diệp lão đại đối đãi với kẻ địch ta thật sự là không chút nào mà nương tay. Rõ ràng hình ảnh đáng sợ như vậy, nhưng sao ta lại có cảm giác hắn còn có chút đẹp trai vậy? Sau này ngàn vạn lần ta sẽ không trêu chọc vào Diệp lão đại đâu. Diệp lão đại, giết là tốt, ngàn vạn lần đừng có gánh nặng gì ở trong lòng, ngươi chỉ là đang trừ hại vì dân mà thôi. Đi thôi, chính sự quan trọng hơn. Khu trung tâm đời sau nhất tân thủ chi sâm, dừng lại. Trưởng thôn đã hạ lệnh đường này không thể đi, bất kỳ kỹ nào cũng không được thông qua. Ta được cộng đồng nhà thám hiểm nhờ bà đến đây điều tra mong hai vị có thể cho qua. Hy chương nhà thám thám hiểm. Nhà thám hiểm cái phát thiết tôn kính rốt cuộc ngài cũng đã tới của chúng ta. Đây là con đường duy nhất tử lăn dẫn ra ngồi, nhưng không biết vì lý do gì mà gần đây bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Đã có hàng chục quả đòn thương buôn biến mất ở đây. Đáng sợ hơn là mỗi đêm lại có những âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong. Ngay cả khi đứng canh ở đây cũng không thấy an toàn. Chúng ta đã trở thành nhóm lính canh cuối cùng còn sống sót rồi. Ngài đã tiến vào đường một u minh phó bản cuối cùng của làng Tân Thủ. Yên hồn khúc đã khai khởi. Vì số lượng người tham gia phó bản lần này là 50 nên độ khó của phó bản đã tăng lên cấp địa ngục. Ui, mạnh quá. Xung quanh đều là sương mù dày đặc, cảm giác âm u quá đi. Con đường này thật sự có thể dẫn ra thế giới bên ngoài sao? Tại sao tôi lại có cảm giác giống như đang dẫn tới hang quỷ vậy? Điều tránh ra, không có mệnh lệnh của tôi không ai được phép ra ngoài. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng thấy người rồi. Mọi hiểm giả chúng tôi là hộ vệ của thủ đội. Không biết vì lý do nào mà chúng tôi vẫn luôn không thể tìm được đường vào làng. Đã lang thang quanh đây được vài tháng, sắp không chống đỡ nổi nữa. Mạo hiểm giả, có biết đường đi thế nào không? Đó là đương nhiên. Ông qua đây, tôi chỉ cho ông xem này. Tốt quá rồi. Cậu nhất định là giả mạo, là mạo hiểm giả tốt bụng. Thứ tôi nói là, tiễn các người về nơi an nghỉ. Vậy chữ Diệp đạo, Diệp đại lão là giết người trước đám đông rồi. Kỳ quái. Kinh nghiệm của tôi sao lại tăng lên một điểm rồi? Theo lý mà nói thì giết người sẽ không tăng kinh nghiệm. Lẽ nào là nói? Mẫu nhìn thi thể kia cái chỗ cổ quái. Đáng ghét. Hắn là làm sao nhìn ra chứ? Lão đã cẩn thận, dáng vẻ của người này hình như rất là thông, không dễ đối phó. Đội trưởng vong linh cấp bậc 10, giá trị sinh mạng là 1.000 trên 1.000, giá trị sinh lực là 970 trên 970. Sức mạnh 99, nhanh nhẹn 102, thể chất 100, tinh thần 97. Phẩm cấp không sức chiến đấu 10. Vậy thì thế nào? Hậu vệ vong linh cấp bậc 8, giá trị sinh mạng 820 trên 820. Sức mạnh 77, nhanh nhẹn 80, thể chất 82, tinh thần 78. Phẩm cấp không sức chiến đấu 8. Chỉ là một nhà mạo hiểm mới, cho dù là lợi hại chiến đấu cũng không thể chống chọi được đại quân vong linh của Roland đại nhân.
Hải cốt vong linh cấp bậc 8. Giá trị sinh mạng 750 trên 750, giá trị ma lực 880 trên 880, sức mạnh 81, nhanh nhẹn 80, thời chất 75, tinh thần 88. Phẩm cấp 0, sức chiến đấu 8. Hỏng rồi. Vậy mà loài có nhiều quái vật cấp 10 như vậy, Diệp đại lão gặp nguy hiểm, chúng ta phải đi giúp anh ấy thôi. Khoan đã, Diệp đại lão bảo chúng ta ở chỗ này tự nhiên có suy tính của anh ấy, tùy tiện ra tay sẽ gây ra thêm phiền phức cho anh ấy. Nhưng mà anh ấy thật sự có thể đối phó với quân đồ quái vật lớn như vậy sao? Không hổ là độ khó đẳng cấp cao nhất, bất luận là cấp bậc quái vật hay là số lượng đều cao gấp đôi so với trò chơi trong kiếp trước. Có điều các ngươi trừ vốn to cần nhiều kinh nghiệm còn có thể làm cái gì? Vài chữ OC. Dương ca, xem ra anh nói đúng rồi. Chúng ta đi xuống thật sự là đang gây thêm phiền phức. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được khoảng cách khiến người khác phải tuyệt vọng giữa đại lão là chúng tôi một cách cụ thể như vậy. Điều đó chắc chắn không chỉ thể hiện qua sự chênh lệch cấp bậc. Tôi tin cho dù là tất cả người trong thôn cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp đại lão đâu. Điểm kinh nghiệm của bạn ở đây đã không thể tiếp tục thăng cấp, điểm kinh nghiệm dư ra sẽ tạm thời lưu trữ. Xin nhanh chóng chuyển chức. Sau khi chuyển chức sẽ mở ra cấp bậc tiếp theo. Không, đây không thể nào. Đại quân vong linh vĩ đại, vậy mà lại bị một tân thủ đánh tan tác rồi. Đừng có đắc ý quá sớm rồi lành, đại nhân sẽ không tha cho người đâu. Chúng ta cứ chờ xem. Súc sinh đáng chết, vậy mà lại dám đối đầu với chủ nhân người. Hồn thú của vong linh hóa không giống với nhân loại, bao nhiêu cũng sẽ vẫn giữ được chấp niệm lúc còn sống. Xem ra con chiến mã này hận đến tận xương đối với hung thủ giết hại mình, vậy mà lại hoàn toàn thoát ly khỏi sự kiểm soát của người khống chế dũng sau này. Chiến mã vong linh cấp bậc 10, giá trị sinh mệnh 800 trên 800, giá trị ma lực 200 trên 200, sức mạnh 5, 150, nhanh nhẹn 150, thể chất 80, tinh thần 20, phẩm chất 0, sức chiến đấu 10. Ngươi là muốn dẫn ta đi đến chỗ người khống chế đằng sau, thay cho ngươi báo thù sao? Nhưng một khi ta thất bại rồi á, sợ rằng ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Nếu đã như vậy, vậy thì xuất phát thôi. Cuối cùng cũng kết thúc được rồi. Diệp Thiên Minh, đây là muốn rồi đi rồi sao? Quay về đi, quái vật bên ngồi thôi mới không phải thứ chúng ta có thể đối phó được. Đợi đạt được cấp 10 lại đến nơi này đi. Diệp Thiên Minh, Dương Minh, làm phiền anh giúp tôi một chuyến. Ngài đã tiến vào dịch trạm truyền tống bị hủy diệt, lan tấn thủ trạm dịch truyền tống. Ồ, vậy mà đã có người thông qua khảo nghiệm của ta rồi. Nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của ta đấy. Ừ, tư chất của người rất tốt. Roland Highland, cấp bậc 22, chức nghiệp pháp sư tử linh, trạng thái nhanh nhẹn, 58, tinh thần, 571, sức mạnh, 72, thể chất, 200. Ta là pháp sư tử linh Roland, đến gia nhập bọn ta trở thành thành viên của pháp sư tử linh vĩ đại đi nào. Pháp sư tử linh Roland mời bạn tiến hành chuyển chức, có tiếp nhận không? Người giết hại nhiều người giống vô tội như vậy, tớ luyện thành con rối vong linh, chính là vì cái ngươi gọi là khảo nghiệm. Có thể trở thành sức mạnh của ta, là vinh hạnh của bọn họ. Càng huống hồ, nhưng đại quân vong linh này cũng đã dẫn người đến nơi cường đại của pháp sư tử linh. Cường đại thật là mắc cười. Thế nhận ai không biết? Tộc của các ngươi bị quang minh giáo hội gần như là truy sát, gần như là không còn ai. Bị ép trốn đông trốn tây, bây giờ lại còn lơ lạc đến nỗi dùng thủ đoạn bị ổi như vậy chiêu mộ người mới. Ngươi... Theo tôi thấy, cái đám người các người và con chuột ở trong cống rãnh không có khác biệt gì cả. Ngươi, vậy mà lại dám khinh nhờn thần của vong linh vĩ đại này. Xem ra chúng ta không phải là người chung đường, thật là đáng tiếc, hạt giống tốt như ngươi vậy. Bất Lý Hấn, chiến sĩ khải giáp vong linh, cấp bậc 18. Trước sự chênh là tuyệt đối, vừa đẳng cấp có thiên phú cao hơn, cũng có tác dụng gì. Yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi tới luyện thành con rối vong linh hồn mỹ nhất. Quan tài tới luyện. Vậy sao?